bao giờ bạn nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ, ồ, có thật nhiều ngôi sao trên bầu trời. Người ta ước tính có khoảng 70.000 tỷ tỷ ngôi sao ngoài vũ trụ. Đó là số 7 và 22 con số 0 theo sau. Phải có một Đức Chúa Trời thật vĩ đại mới tạo ra được ngần ấy ngôi sao. Thật hài hước, đó cũng là Đức Chúa Trời mà bạn nhìn thấy trong những tấm thiệp Giáng sinh. Một em bé được những người chăn chiên và bọn gia súc vây quanh. Đức Chúa Trời toàn năng nằm cách hèn mọn trong máng cỏ. Nơi đó có vẻ không phù hợp với đấng sáng tạo của toàn cõi vũ trụ, phải không? Sẽ ra sao nếu lý do mà Đức Chúa Trời xuất hiện ở Bethlehem hơn 2.000 năm trước là để biết bạn? Điều đó thật vô lý, phải không? Bạn nói đúng, điều đó thật vô lý. Tại sao Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng toàn cõi hoàng vũ, lại muốn biết bạn? Đức Chúa Trời có thể hy vọng nhận được điều gì từ mối liên hệ với bạn? Những món quà, Ngài có thể tạo dựng mọi thứ, sự tán dương. Vâng, con thích những gì Ngài đã làm với nơi này, Ngài vốn đã biết rồi. Bạn chỉ có một thứ để trao cho Đức Chúa Trời, đó chính là bạn. Đó là một trong những sự mầu nhiệm của lễ Giáng sinh. Đức Chúa Trời đã bước vào không gian và thời gian để gặp gỡ bạn. Để biết bạn và để bạn biết Ngài. Để yêu thương bạn và để bạn kính mến Ngài. Để cứu chuộc bạn. Các thiên sứ trong câu chuyện Giáng sinh đã nói rất rõ ràng. Ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Thật vậy, Chúa đã đến trong thế gian để mang đến nhiều điều kỳ diệu trên cuộc đời bạn. Hãy cùng tham dự chương trình thánh nhạc đặc biệt trong dịp Giáng sinh này để nhận được điều tuyệt vời ấy.